Alo, xin chào tất cả mọi người. Các bạn đang theo dõi kênh Lan Rừng Hang Động Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Thì mình là một kênh chuyên bán các loại lan rừng Tây Nguyên, cũng như là tư vấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc các cái loại lan rừng. Thì các bạn đang đi băng qua cái khu vườn lan của mình. Thì các bạn cũng có thấy mình trồng rất là nhiều loại lan. Thì qua đó thì những cái loại lan mình bán ra thì mình đều có thể có kinh nghiệm hướng dẫn cho các bạn trồng. Ngày hôm nay thì bên mình giới thiệu đến các bạn một loại lan hoàn toàn mới. Đây là một trong số các cái loại lan thanh đạm, những cái loại lan là rất là đẹp ở Việt Nam. Thì cái giống thanh đạm này có tên là thanh đạm hẹp, như cái tên trên tiêu đề các bạn thấy rồi đấy. Cái thằng thanh đạm hẹp này thì được mô tả lần đầu tiên vào năm 1919, tức là hồi đầu thế kỷ 20. Người ta đã biết được nó rồi. Thì cái thằng này ở Việt Nam thì may mắn là có phân bố ở khu vực Kon Tum. Cái thằng này thì các bạn, cái rễ của nó mọc thành từng cái dây, cứ khoảng cách từ 5 đến 7 cm thì nó mọc lên một cái củ. Như các bạn thấy, củ nó rất là to. Đây. Củ rất là to nhé. Đấy. To và trông rất là bắt mắt, rất là xanh, tươi, khỏe. Mỗi một cái củ này sẽ trên đầu nó sẽ có hình thành đến hai cái lá. Như các bạn thấy, nó đều giống nhau tăm tắp hết. Và rất là đặc biệt cho các bạn là cái mùa này thì thanh đạm hẹp đang có vòi bông. Mình không nói đến tất cả, nhưng mà trong số các cái phần này có một số phần là hầu như là có vòi bông hết nha các bạn. Đó. Các bạn để ý nè. Đây là các cái vòi bông. Thằng thanh đạm hẹp này thì được cái là củ khỏe, lá cũng rất là xanh khỏe, và cái độ ẩm của nó khoảng 67% nha các bạn, trồng ở vị trí môi trường ẩm 60 đến 70%, và trong các cái giá thể là như các loại lan thông thường khác, tức là giá thể bằng than, vỏ thông, sơ dừa vân vân. Nhưng mà các bạn lưu ý là nó ẩm nhưng mà nó phải thoát nước nhé. Thanh đạm hẹp, một cái vòi bông của nó dài khoảng 30-40 phân các bạn, và một cái cành bông này có thể ra đến trên dưới 10 cái bông hoa. Bông hoa của nó thì có cái màu trắng buốt, thì trong đó cái nhụy hoa của nó màu cam đỏ rất là đẹp. Thì các bạn có thể nhìn hình của nó trên cái ảnh đại diện của video này. Hiện tại số lượng nó cũng không có nhiều. Đối với hơn 80.000 người đăng ký kênh Lan Rừng Sơ Rá của mình thì sẽ có một số anh em là được sở hữu này. Chúng ta nhìn nó rất là thích, cái củ nó rất là to nè các bạn. Nhìn vô là ghiền liền. Một trong những giống thanh đạm đáng để chúng ta sưu tầm trong vườn nhà. Thì các bạn nào mua thì các bạn vui lòng có thể là gọi điện hoặc là nhắn tin đến số điện thoại của Đại, Đại trên tiêu đề, để chúng ta sử dụng một cái giống thanh đạm khá là hiếm có, khó tìm ở Việt Nam. Đơn giá thì mình có công khai ở trên tiêu đề rồi nha các bạn. Các bạn vui lòng sở hữu là một cái phần lan thanh đạm hẹp, một cái giống lan mới, hoàn toàn mới trong các kênh của mình, thì có giá là 300.000, một phần 300.000. Các bạn có thể trồng một giò lớn, hoặc là các bạn trồng hai giò, mỗi giò các bạn trồng một cụm như thế này, các bạn trồng một giò được rồi. Và các bạn chuẩn bị về là có hoa chơi luôn nhé. Đây là vòi hoa của nó đây. Hầu như các phần nào cũng đều có hoa nha các bạn. Rồi, chào tất cả mọi người nha.